Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha, lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng lúc nào cũng vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Rồi thì hiện tại trước cái màn hình anh chị đang xem đây chính là hai chiếc xe Future 2024 phiên bản đặc biệt. Chiếc bên trái là xe mang nước sơn màu đen sơn nhám nha anh chị, còn chiếc bên phải là xe mang nước sơn màu xanh nhưng mà sơn nhám ha, để phân biệt với cái màu xanh bóng của phiên bản cao cấp. Thì phiên bản đặc biệt này thì xe trang bị là bánh mâm thắng đĩa phía trước nha anh chị. Đó, thì video này Nam sẽ quay cho anh chị xem hai cái màu xe này và sau đó sẽ cập nhật luôn giá bán, chương trình khuyến mãi và chương trình trả góp luôn. Anh chị nào quan tâm thì cùng tham khảo nha. Rồi thì đầu tiên Nam xin phép nhắc lại địa chỉ cửa hàng bên Nam xíu nha. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam nằm ở khu vực Cao Lãnh của Đồng Tháp nha. Anh chị nào ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó thì nhấp vào phần mô tả video sẽ ra địa chỉ và số điện thoại liên hệ của Nam ha, em sẽ tư vấn cho anh chị. Rồi thì cái phiên bản đặc biệt cách nhận biết rất là dễ anh chị, cứ nhìn vào nước sơn xe sơn nhám là nó là phiên bản đặc biệt đó. Và đặc biệt hơn nữa là hai cái màu này không có sản xuất bánh căm nha anh chị. Hai màu này mặc định của nhà máy, nó sẽ là bánh mâm thắng đĩa. Nếu như chúng ta đi mua xe Future 2024 mà màu đen nhám với màu xanh nhám mà bánh căm là xe đó không đúng zin của nhà máy ha. Trừ trường hợp chúng ta biết xe đó đổi bánh hoặc là về chúng ta độ lại thì không vấn đề gì nói ha. Còn nguyên bản của nhà máy là nó chỉ có bánh mâm thắng đĩa thôi, không có bánh căm. Đây là một trong những cái cơ sở mà để chúng ta đi mua xe. Nếu như anh chị nào mà muốn mua xe zin thì tránh tình trạng mua lầm thôi chứ không gì trơn. Còn chị thích cửa hàng nào làm sẵn hoặc đổi với mình thì ok, không vấn đề gì nói. Còn nếu mà nói bánh căm là xe không đúng zin của nhà mà sản xuất nha. Rồi thì nói chung thì xe này cũng khá là quen thuộc rồi, mặc dù là mẫu 2024 thật nhưng mà tiền thân của nó là 2023, và 2024 với 2023 thì cơ bản là nó chỉ khác nhau về cái màu sơn của một số chi tiết thôi anh chị, chứ nó không khác biệt về thiết kế, về máy ha. Ví dụ như đèn vẫn là đèn pha led nè. Vẫn có đèn xi nhan và đèn định vị ban ngày. Cái đèn này là đèn halogen nha anh chị. Đây, không phải là đèn led ha. Nè, đó. Còn cái vỉ chỗ này là nó thiết kế giả led thôi chứ không phải là đèn led. Nó khác cái 23 ở chỗ là cái mặt nạ của xe nó không sơn cùng màu thân xe nữa, mà mặt nạ của xe nó sơn lại là màu đen nhám. Và tất cả các xe mặt nạ hiện nay đều là màu đen hết nha anh chị, trừ phiên bản tiêu chuẩn màu xanh là xanh nguyên con thôi. Còn bản cao cấp cái mặt nạ này cũng là màu đen luôn. Rồi đây, phục trước nè, sơn màu đen sơn nhám luôn. Mâm là 5 cây ha, 17 inch. Vỏ là vỏ có ruột nha anh chị. Rồi đây là chiếc màu xanh nè, quay chiếc màu xanh trước đi ha. Xe đi hai tông màu chính ha, xanh và đen. Yên đen, tay dắt phía sau màu đen. Tem chữ nè, Future 3D nổi. Rồi hai nắp cốp chỗ này, hai cái nắp cốp hai bên nè anh chị. Yếm ổ khóa, yếm bờ cổ cũng là màu đen luôn, nhưng mà đen nhám nha, nó là đen sơn nhám nha anh chị. Rồi xuống cái phần máy nè, máy thì cũng là màu đen sơn nhám luôn, phiên bản cũ thì nó là màu xám ha. Đây gạch chân nè, y 23 thôi, cũng không có gì khác biệt. Rồi lò xo sơn màu đen sơn nhám, bọc sơn gấp cũng là sơn màu đen sơn bóng luôn. Mâm trước mâm sau giống nhau ha, 5 cây và sử dụng vỏ là vỏ có ruột nha anh chị. Đây xe này thì hiện tại sử dụng vỏ là của hãng Inu nha anh chị. Đây nè, Inu ha, vỏ có ruột nha. Rồi đèn hậu nè anh chị, y như 23 thôi, vẫn là đèn halogen ha, đèn hậu halogen, xi nhan halogen luôn. Tháng trước là tháng đĩa nhưng mà tháng sau là tháng cơ nha anh chị. Rồi ốp sườn nè, lốc máy nè, y vậy thôi, không có gì khác biệt. Rồi màu tiếp theo đó là màu đen nhám ha. Đây màu đen sơn nhám, lưu ý là Future chúng ta không có màu đen bóng nha anh chị, nó chỉ có một màu duy nhất là màu đen sơn nhám thôi, không có màu đen sơn bóng nha. Máy nè, con này đúng chất màu đen luôn anh chị, anh chị thích màu đen chơi con này là đúng bài luôn á, là hát công tử luôn. Đây đen nguyên con luôn, mặt nạ đen luôn. Rồi phần bánh trước nè, góc này anh chị dễ dàng thấy đĩa nè. Bánh căm hay bánh mâm tháng trước đều là tháng đĩa nha, chỉ có tháng sau là tháng cơ thôi. Chứ Future chúng ta không có tháng trước tháng cơ nha, không có nha. Đây quay cận của heo dầu cho anh chị xem, phiên bản này thì heo dầu sơn màu vàng đồng ha, có chữ Nissin nè. Phuộc thì sơn đen sơn nhám luôn. Đây mức tiêu hao nhiên liệu nè anh chị, 1,47 lít trên 100 km ha. Hiện tại Future thì
Về cái thông số trên giấy tờ thì nó là chùm cuối anh chị, không có xe nào tiết kiệm hơn nữa đối với dòng xe số của Honda Việt Nam mình nha. Rồi em sẽ quay cái ốp sườn bên kia cho anh chị xem. Con này đúng đen nguyên con luôn, nó chỉ có hai cái nắp cốp chỗ này nè là nó màu vàng đồng thôi. Ví dụ như anh chị thích màu đen luôn thì có thể là mua cái màu màu đen gắn vào ha, hoặc là dán đề can hoặc là sơn lại. Còn nguyên bản của nó là màu vàng nha anh chị. Ốp sườn nè, tất cả phu chờ đều là chữ nổi hết nha anh chị, tem 3D nổi ha. Rồi sẵn tiện thì dỡ cốp xe cho anh chị xem luôn ha. Đây có thì siêu to khổng lồ để được hai mũ bảo hiểm lên nửa đầu, hoặc là một số vật dụng cơ bản khác. Giấy hướng dẫn nhanh, bình xăng thì đặt dưới yên, dung tích là 4,6 lít. Phiên bản 2024 thì không có túi đường nghề theo xe 23 mới có nha, lưu ý nha. Đây xe nào cốp cũng giống nhau, bình xăng cũng giống nhau hết anh chị. Nó cắt giảm hệ thống Evobo nè. Tất cả xe phu chạy hiện nay đều là phun xăng điện tử FI nha anh chị, không có bình xăng con nha. Đây còn bơm xăng nè, hoặc là anh chị nhìn trên cái đồng hồ nè, nó có cái đèn báo bơm xăng nè. Đó, xe bình xăng nó không có đèn báo này ha, thì đồng hồ thì báo khá đầy đủ thông tin nè, vận tốc nè, km, xăng, xi nhan trái phải, cấp số, logo, báo pha. Rồi ổ khóa nè anh chị, khóa là vẫn là khóa cơ nha, không có khóa thông minh, trừ khi cái nơi bán độ sẵn hoặc là mình mua về độ sẵn, còn nguyên zin của nhà máy khu chợ 2024. Đây nó là một chìa khóa cơ ha, khóa 4-1 nha anh chị, có nghĩa là khóa 4-1 là có 4 chức năng đó, mở yên nè, mở điện nè, khóa cổ nè, dưng cái khóa từ cái này nè anh chị, mình gạt lên cái là không có ghim chìa khóa vào được á, khóa từ đó. Còn đây đây là tem thông số của xe nè. Bánh mâm thì có ký hiệu chữ C nè, em chia sẻ rất là nhiều rồi. Còn bánh căm thì không có chữ C, nó chỉ có phu chờ FI thôi. Cứ nhìn vào đây, có chữ C là chắc ăn 100%, đó là xe bánh mâm nguyên bản của nhà máy. Tất cả xe Việt Nam hết nha anh chị. Trọng lượng bản thân là 104kg nè, thể tích là 124,9 cm khối, năm sản xuất 2024. Ai mà thích màu nhám thì đây, phu chờ 2024 có hai màu này. Và hiện tại thì màu này nhìn khá là nhu anh chị. Một cái màu xe mà nó nhu anh chị thì cái độ bền mạo nó rất là cao, so với những cái xe màu sáng màu như thế này đó, thì về sau nó sẽ không bằng những cái màu này. Nhưng tùy vào gu, tùy vào sở thích, đã thích rồi thì có như thế nào cũng vẫn chơi thôi. Thì cái này cái chia sẻ thôi, những anh chị nào mà thích mấy cái màu này thì cái độ bền mạo nó cao hơn so với những cái màu sáng. Thì màu sắc mà mỗi người một sở thích chứ đâu có ai giống ai đâu, người thích màu này người thích màu kia. Rồi thì năm báo giá luôn ha, thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 30 tháng 1 2024 rồi, ngày mai nữa 31 là hết tháng 1 và chuẩn bị qua tháng 2 rồi. Thì hiện tại 30 tháng 1 2024, xe Future 2024 phiên bản đặc biệt màu đen nhám, màu xanh nhám, bánh mông thắng đĩa này, bên em đang bán ra với mức giá là 374. Trong tháng 1 này vẫn giảm cho anh chị 500.000, là còn lại là 369. Giá xe đã bao gồm VAT nhưng mà chưa bao gồm biển số nha, lưu ý nha anh chị. Giá xe đã bao gồm VAT nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Ví dụ như anh chị nào mua xe này về thì chúng ta sẽ đăng ký thêm thế chiếc bạ với phí biển số là sẽ ra giá lăn bánh hoàn chỉnh, chưa bao gồm biển số. Và giá xe thì có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha. Ví dụ như anh chị muốn biết giá xe này tại thời điểm anh chị mua như thế nào, giá cả nó có thay đổi gì không, thì anh chị vui lòng liên hệ Nam ha. Địa chỉ và số điện thoại Nam để bên dưới phần mô tả của video. Còn không thì cứ comment để lại số điện thoại, Nam sẽ điện lại tư vấn cho anh chị ha, chủ động điện lại cho anh chị. Rồi khuyến mãi thì hiện tại thì đầu tiên bên Nam vẫn còn hỗ trợ giảm 500.000 trong tháng 1 này, nay 30 rồi, mai 31 đó là hết chương trình. Qua tháng mới thì Nam xin phép cập nhật lại chương trình mới. Thứ hai đó là chương trình quay số của nhà máy Honda Việt Nam, thì từ nay đến hết ngày 9 tây tháng 2 2024, anh chị mua bất kỳ một chiếc xe phụ chờ nào cũng được, sẽ tham dự một vòng quay số may mắn, giải thưởng là 100 xe SH 350i, 1.000 xe Honda Vision, 2.000 xe Honda Wayanfa. Còn mình quay không trúng thì thôi nha anh chị. Cái này là chương trình quay số này là chương trình của nhà máy, áp dụng tại tất cả các head Honda trên toàn quốc ha, chứ không ghi một đại lý nào ha. Head Honda trên toàn quốc. Trả góp thì chiếc xe này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu tầm khoảng 8 triệu. Tối thiểu nha, là tầm khoảng 8 triệu là có thể lên hồ sơ trả góp được. Còn nếu như anh chị đưa trước tổng 30% tổng giá trị xe thì chúng ta sẽ nhận luôn cả việc gốc giống như mua tiền mặt.
Còn nếu như dưới 30% thì chúng ta sẽ nhận giấy photo công chứng, vẫn lưu thông hợp lệ bình thường nha anh chị. Khi nào chúng ta hoàn tất hợp đồng thì bên công ty tài chính sẽ gửi lại cái cặp vào gốc cho anh chị ha. Đó. Còn nếu 30% thì lấy luôn cặp vào gốc y như mua tiền mặt luôn. Và bên Nam hiện tại thì không có chương trình mà không đưa trước nha. Nhiều anh chị khách hàng hỏi là trả góp nhưng mà không có đưa tiền trước được không, là bên Nam không có trả chương trình đó nha anh chị. Đó. Bên Nam trả ít nhất tối thiểu khoảng 20% tổng giá xe thì mới có thể lên hồ sơ trả góp được ha. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân thôi, bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu nha anh chị. Bị nợ xấu thì cũng thua luôn. Anh chị nào quan tâm về giá xe, về khuyến mãi, về trả góp thì cứ liên hệ Nam số điện thoại bên dưới. Còn không thì cứ comment để lại số điện thoại, Nam sẽ tư vấn cho anh chị kỹ hơn. Tại vì mỗi anh chị thì có một cái khung trả trước khác nhau. Ví dụ như người trả trước 8 triệu, người trả trước 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu thì nó sẽ khác nhau anh chị. Vì thế là anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ Nam hoặc là để lại số điện thoại, Nam sẽ liên hệ lại tư vấn kỹ hơn. Và xe này thì có nhiều anh chị khách hàng hỏi là có giao không, thì hiện tại bên Nam thì chưa có chương trình giao xe, anh chị chỉ bán tại cửa hàng thôi. Anh chị thông cảm nha, tại này cũng do chính sách công ty đưa ra thôi. Nam cũng là người làm thuê thôi, đưa ra chính sách sao thì Nam báo khách hàng vậy. Khách hàng nào xem mà cảm thấy giá cả nè, cảm thấy xe nè ok, cảm thấy khuyến mãi ok nè thì liên hệ Nam, Nam sẽ hỗ trợ tối đa nhất ha. Còn cảm thấy mà chưa ok thì xem video để tham khảo nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Tại vì hiện tại bây giờ thì giá xe mỗi khu vực nó sẽ khác nhau, nó sẽ không giống nhau được. Và mỗi thời điểm nó cũng khác nhau luôn. Ví dụ như ngày hôm nay 30 tháng 1 2024 Nam báo giá này cho anh chị. Thời điểm khác, ví dụ như giá xe nó giảm xuống thì Nam sẽ báo lại giá mới. Đó, nếu như nó thay đổi thì Nam bắt buộc báo lại giá mới chứ không niêm yết một giá này ha. Đó. Còn nếu như giá nó không thay đổi thì Nam báo lại giá cũ, còn thay đổi thì báo lại giá mới. Đó là đôi điều cũng chia sẻ với anh chị ha. Tại vì hôm nay có nhiều bán nhiều tình huống là sao báo video vậy, giờ tới mua giá khác mà giá tăng lên thì la quá trời la luôn, mà giá giảm xuống thì cười hề im luôn, không nói gì trơn. Rồi nó vui thôi nha anh chị. Đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ với anh chị ha. Anh chị nào đang quan tâm về future 2024, đặc biệt là hai cái màu này thì liên hệ Nam ha. Xe có sẵn giao ngay nha anh chị, banh mâm thắng đĩa. Rồi bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe nè, về giá xe nè, về khuyến mãi, về trả góp nè. Gần Tết rồi, Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục để cho anh chị tham khảo nha. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.